Rồi bây giờ sau khi mình làm xong cái header tạm ổn vậy đi. Đó, các bạn muốn làm header kiểu gì thì các bạn tự thiết kế, tự làm theo kiểu các bạn. Tôi làm nó tạm giống vậy đi. Đó. Rồi bây giờ đó, tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn làm design tiếp trang chủ. Cái đầu tiên của trang chủ là mình làm cái banner. Cái banner header này. Đó. Thì để làm được trang chủ mình sẽ sử dụng một cái công cụ trong Lastum là Unit Builder. Thì ngay màn hình trang chủ này mình có nút sửa trang Edit Unit Builder. Bấm vô. Rồi. Đó thì những cái mà thiết kế sẵn đây là mẫu đây á thì mình tạm xóa hết. Xóa bằng cách nào? Bánh răng cưa rồi kéo xuống dưới đây mình sẽ thấy là đây là Lia Content. Đó nó luôn. Ok. Apply, update, rồi mình xóa sạch, nha. Rồi cắt xóa. Rồi, ở đây á, khi mà làm ví dụ builder thì sẽ có hai cách, add element. Ở đây á, sẽ có là Lastum Todo để mà mình có thể là chọn những mẫu có sẵn mình đem ra. Ví dụ sau này mình không làm giống mẫu của Laha thì Lala thì mình sẽ vô cái Lastum Todo này để mà mình chọn những cái mẫu của riêng mình. Bấm vô Lastum Todo để mình chọn những cái mẫu của riêng mình hoặc là chọn những cái section, những cái gì đó riêng mình. Ví dụ đây tôi sẽ chọn một mẫu riêng của tôi đi. Ví dụ đây là tôi chọn một mẫu khác đi. Là tôi sẽ chọn là một full page. Full page là nguyên cái trang luôn. Đó, full page là nguyên trang luôn. Ví dụ tôi chọn một mẫu khác đi. Ví dụ đây tôi chọn mẫu mẫu này đi. Ví dụ chọn mẫu bán hàng đi, hay cái mẫu bán hàng nào. Mẫu này đi ha. Mẫu này inbox đi. Ta. Thì mình sẽ có hệ thống sẽ inbox cho mình một cái mẫu có sẵn ở trên đây để mình đỡ tốn cái thời gian mình suy nghĩ mẫu. Còn bây giờ muốn thiết kế riêng cái mẫu của La thì mình sẽ thiết kế riêng. Còn bây giờ nếu như mà muốn lấy mẫu có sẵn thì mình sẽ làm cách này nha. Ví dụ sau khi nó chạy xong á thì mình sẽ đổi ra giao diện mới của mình dưới đây. Update thành ra đây mình update xong rồi mình ra ngoài mình xem thử giao diện mới của mình như thế nào. Đấy, sẽ đổi y như cái mẫu mà họ demo. Đây nó hơi review đây hơi chậm. Mình để update xong rồi mình ra ngoài review. Sau khi update xong rồi mình ra ngoài mình soi thử coi cái mẫu mới của mình như thế nào. Đó là mẫu mới mình từ lựa chọn ở trong cái mẫu có sẵn của Lastum Todo. Review mình xem lại. Đó thì đây. Đó. Mẫu mới đây. Mẫu mới trên đó cũng xịn sò bộ, đó thấy chưa? Đó. Không? Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ xóa mẫu này, mình sẽ làm lại mẫu giống như trang Lala Shop này nha. Đó, thì mình xóa mẫu đi thì mình quay lại vô cái chỗ thiết kế nãy mình với video đây. Xóa thì cũng vậy, bánh răng cưa và mình đi content nha. Rồi apply, bắt đầu làm mẫu giống la. Bây giờ mẫu đầu cái đầu tiên của nó là cái banner dạng slider chuyển hình qua lại. Thì đầu tiên mình sẽ add một cái đầu tiên á là mình sẽ add một cái slider, muốn có slider. Slider xong mà apply ha, cái này mình slider xong mà apply. Apply xong rồi trong cái ở đây á mình chú ý nè. Mũi tên đang xỉ qua là đang đóng. Mũi tên xỉ xuống á là mở ra. Nghe, rồi mũi tên đang ở đây là đóng lại nè, mở ra nè. Đó, thì ở đây mình đang mở ra thì mình muốn thêm những cái bên trong của slider này. Những cái nào nằm bên trong cái slider này thì nó sẽ được chạy qua, chạy lại theo kiểu slider.
Thì bây giờ mình sẽ add to slider. Add to slider ở đây mình sẽ có hai loại để mình add. Thứ nhất là mình muốn add dạng hình ảnh. Hình ảnh là những cái hình mình design bên ngoài rồi, nó chuẩn hết trơn rồi, không cần phải sửa gì nữa. Thì mình dùng cái hình ảnh là image. Ví dụ mình dùng Canva, mình thiết kế một cái image sẵn rồi, mở lên là mình dùng image. Còn ví dụ cái hình mình chưa thiết kế, muốn lên đây mình thiết kế lại trên YouTuber thì mình dùng banner, hoặc mình dùng raw, hoặc mình dùng section để mình thiết kế lại hình mới của mình. Ở đây cái hình mình thiết kế sẵn rồi thì mình dùng email nha, chọn email. Thì hệ thống sẽ hỏi mình là ảnh của mình là ảnh nào, bấm vô select media và bấm tải file, chọn tệp tin và tải cái file hình banner mình thiết kế sẵn bỏ lên. Cái file hình banner thiết kế sẵn bỏ lên của mình á là mình tải về từ cái trang Lala rồi. Mình nói banner chào hè bỏ lên đây, bỏ vô. Rồi như vậy mày, cái thước mình để 100%, mình để cái thước 100% là nó sẽ tự động nó sẽ cao lên. Rồi apply nha, mình được đây. Và tiếp theo mình sẽ làm tiếp là hình thứ hai bằng cách là mình tích phải đây, đúp tư cây nó lên tư cây. Rồi tiếp tục là mình sẽ là email đúp tư cây nó lên, tư cây nó lên xong rồi apply nó, rồi mình thay đổi hình dưới đây. Hình dưới này mình option đó, mình đổi tiếp hình thứ hai, chan media, tải media, chọn tệp tin hình thứ hai là hình nào, thứ ba hình nào mình làm hết mấy hình banner này nha. Hình thứ hai đó, rồi bài cây, hình thứ ba và đổi làm 44 hình nha. Update nha. Xong update rồi mình ra mình coi thử coi nó đổi như chưa ha. Đổi đúng ý chưa? Chưa, mình vô mình sửa lại. Mình coi thực tế đây. Mình bấm đây để mình coi nè. Nè. Nếu như mình thấy cái hình của mình nó bị mờ á, nó bị mờ, nó không có rõ. Mình vô mình chỉnh lại ha. Nếu hình mình nó mờ nó không rõ lắm, mình chỉnh lại option đó nè. Option dưới đây mình sẽ cho cái loại hình nó size nó là original thì nó sẽ rõ hơn. Đó. Đó, mình chỉnh một hình cho mình muốn mấy hình khác nó giống như vậy á, thì mình có cách là copy option á, là những cái nào option nào dán xuống, dán bad option, tích phải ha, bad option. Bad option để cho nó giống luôn, không phải chỉnh nhiều lần. Giờ đó chỉnh một hình xong rồi mình copy option đem xuống dưới. Update. Thì cái hình mình ở đây á, mình sẽ hình mình banner mình sẽ rõ hơn, rõ nét đẹp hơn.
mình tự chạy, nó tự chạy thì khi hover ở đây á là nó sẽ đứng yên. Còn ví dụ như mà mình bỏ hover thì nó sẽ tự chạy trong bao nhiêu giây. Thì ở đây nó có nút slider nè. Option đó, mình muốn chỉnh tự chạy thì option ở dưới đây nó có chỗ dưới đây. Ở dưới đây có một cái chỗ là auto size nè, on. Tự chạy trong vòng 6 giây hay là 3 giây. Ở chỗ này là bao khi mà bao khi hover rồi mình để chuột ở đây là người ta để chuột ở đây, người ta đang muốn xem thì mình bao nó lại. Nguyên tắc là vậy. Tại mình để chuột ở đây thì nó đâu chạy, thì mình lấy chuột ra thì trong vòng 6 giây nó sẽ tự chạy qua cái mới. Hiểu không? Đó. Rồi, đó là như thế. Rồi xong cái banner nha. Rồi, kết thúc cái video banner ở đây. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần dưới nha.